Rồi, cùng với Phước Sửu mình đi dạo một vòng cái dự án Saigate Nhà Bè, phía bên tay trái của Phước Sửu là Clubhouse. Ở đây thì Phước Sửu sẽ bay live cam cho mọi người thấy cái Clubhouse này có những tiện ích như thế nào qua quy mô gần khoảng 1.000 mét vuông, và ở đây thì có khá nhiều tiện ích để cho quý cư dân ở đây sở hữu và sử dụng. Hồ bơi nè, phòng tập gym, tắm sauna nè, rồi nhà hàng nè, khá nhiều. Và đặc biệt ở đây thì họ trồng khá nhiều cây mai Nhật nha cả nhà. Cái màu đỏ rất là tươi và nó nở quanh năm. Và ở đây có nhiều công viên, có nhiều chủ đề khác nhau. Và cái công có 4 mùa thì có 4 công viên khác nhau là xuân hạ thu đông, và mỗi mùa thì có một sắc hoa. Và ở đây chủ đầu tư tinh tế lắm nha, có những cái bãi cát trắng này cho cư dân nè và học sinh, những trẻ em thì có thể nô đùa tại đây. Có đài phun nước. Đây phía trước Phước Sửu là công viên mùa hè. Ở đây công viên mùa hè thì rất là đẹp. Ở đây thì mình có thể là có những loài hoa nở vào mùa hè. Và trước mặt Phước Sửu là cái căn biệt thự 12,5 nhân cho 20. Rồi, bắt đầu là Phước Sửu cùng với mọi người đi di chuyển vào cái khu dinh thự và những con đường hoa dọc theo bờ sông. Như quý anh chị thấy là tuy là vừa mới gọi là đưa vào gọi là nhận nhà thôi, nhưng mà khá nhiều sắc hoa. Khi nãy là sắc hoa đỏ, còn dọc theo bây giờ là sẽ sắc hoa màu vàng. Đấy. Và bây giờ là mà Phước Sửu cùng di chuyển với mọi người đi vào một cái khu gọi là khu dinh thự VIP. Khu này thì có những cái căn khoảng đến 600 mét vuông dinh thự và đối diện bờ sông. Dọc theo những cái cung đường thì khá nhiều màu hoa, những cây hoa thấp tầng và cao tầng. Và đây là cái cung đường và những cái công viên dọc theo cái cung đường sát bờ sông. Phía bên tay trái của Phước Sửu là dãy biệt thự 15 nhân cho 20 và có khoảng 100 mét vuông sân, 120 đến 150 mét vuông sân vườn. Nằm trong khuôn viên đất của nhà mình, và phía bên ngoài là một cái công viên khá đẹp luôn. Ở đây thì gọi là một cái quảng trường cả nhà, được lót đá rất cẩn thận luôn, có đài phun nước, có những cái cây bằng lăng cổ thụ được chủ đầu tư tinh tế và trồng tại dự án luôn. Thì ở đây thì những cái công viên này dọc bờ sông ha, khá nhiều vào hoa và có thể là có nhiều sắc hoa khác nhau. Có nhiều, rất là nhiều cái nơi gọi là check in rồi dạo bộ và ngắm cảnh đối với dự án này. Và trước mặt Phước Sửu là những cái căn biệt thự 15 nhân 20. Một mặt thì căn biệt thự này nhìn ra bờ sông, và một mặt thì nhìn vào Clubhouse. Một lầu ha, một tầng lầu có hồ bơi. Có những cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn bên trong cái Clubhouse này. Và cái lối của Phước Sửu đang đi thẳng ra là đường cổng chính của dự án. Ở nơi đây thì mình có thể là di chuyển vào tất cả các phân khu khác ra đường Nguyễn Hữu Thọ. Khá đẹp, đường khá rộng rãi. Hai bên thì khá nhiều cây xanh và chủ đầu tư thì khá nổi tiếng về thiết kế cảnh quan. Nên nó là sẽ tạo cho quý anh chị một cái gọi là cuộc sống yên bình và mát mẻ. Cực kỳ đẳng cấp tại cái khu biệt thự Saigate Nhà Bè này nhé. Rồi để có nhiều thông tin hơn nữa về những cái sản phẩm đang chào bán, quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu cập nhật những thông tin cực kỳ hấp dẫn và những cái sản phẩm biệt thự, nhà phố, căn hộ, shop house đang mở bán tại dự án. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.